tai con thỏ nào mà bự dữ trời. Sơ nó nhớt nhớt nha mấy bồ. Nhớt thôi à, rất là nhớt, nhớt kinh khủng luôn. Quay cái video này kiểu gì cũng bị chửi. Nhưng mà cái cây sung gồng tai thỏ này nè, cái này nè, ép nước uống này, xào thịt bò này, và làm được rất là nhiều món ăn. Ở nước ngoài họ ép nước họ uống không cả nhà. Hình như là mai cắt cái lá nó hơi già một tí, nó sơ nhiều, khá là mọng nước. Con gì đó hả? Càng về khúc cuốn nó càng sơ. Chắc là ăn tới đây thôi. Tiếp theo sẽ là sen đá hồng mật. Ăn thử không nhá. Ôi em, cái này, em này chua chua. Cái em sen đá bữa hôm nay ăn thì nó không có vị chua chua, còn cái này nó chua chua luôn nè. Cái này chấm muối ớt mới ngon. Chua chua chát chát. Cái em sen đá hồng mật này nè. Hồng mật hay là hồng ngọc ta? Thế à? Mấy bẻ có bốn cánh thôi. Bây giờ đến sung nha. Trời ơi, cái chùm sung nè, nhìn y chang cái chùm nho luôn. Đây, mấy bạn hay hỏi cái nước chấm của em á. Cái này á là nước sốt tiêu chín ngào đường. Thế nhưng mà cái này là em mua nguyên hũ giống như lúc hũ mắm tôm vậy á. Không, mình về mình bỏ ra mình ăn thôi. Ngày mai mà mọi người muốn em ăn thêm món gì nữa, nhớ là phải để lại bình luận chỗ này nha. Bye bye.